Sau khi mà hết dịch ấy, thì chị sẽ làm gì đầu tiên? Làm gì á? Mày đang giấu cái gì đó? Mày đang giấu cái gì đó hôm mất? Sau khi mà hết dịch ấy, anh sẽ làm gì đầu tiên? Hết dịch anh sẽ về quê. Quê? Về với gia đình. Về gia đình à? Ôi. Về với mẹ. Em không ngờ đấy. Em không ngờ câu trả lời. Thứ hai là anh về sẽ đi biển. Ôi. Còn việc thứ ba. Còn thằng nào bảo anh sang biển ấy. Bạn thằng hay đéo có tuổi thơ. Mày đi chết cha bây giờ. Mình cách ly mình xa gia đình quá rồi. Mình nhớ lắm rồi. Vì cộng đồng nên mình phải ở nhà để cho nó an toàn. Nhưng mà đâu có nhiều người đâu có hiểu đâu. Mẹ cứ đổ qua đường. Thật đấy. Người ta gọi, người gọi gì không? Ốc chó. Ốc chó là người Việt Nam phải đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Dù tao có sai với xã hội, tao sai với nhà nước, tao có sai với mày đâu mà mày đi bày rủa tao. Nhân dịch thì anh sẽ làm gì đầu tiên? Rủ người anh yêu đi chơi. Người anh yêu? Làm gì có gì đi. Thế mày bảo người anh yêu chờ cơ hội đúng không? Chờ cơ hội. Ôi, sau khi hết dịch thì chú sẽ làm gì đầu tiên? Đi cà phê. Cà phê à? Ui, cháu cũng bán cà phê lắm. Cháu tưởng ở nhà có cà phê mà. Không, cà phê nhà không phê. Cà phê nhà không phê. Ê, hello. Sau khi hết dịch ý, thì anh sẽ làm gì đầu tiên? Chắc là anh về thăm vợ con thôi. À, đoàn tụ gia đình. Đoàn tụ gia đình với cái này ạ. Khoảnh khắc xúc động. Sau khi mà hết dịch ý, chị sẽ làm gì đầu tiên? Chị ngủ. Ngủ á, nhưng mà ở nhà ngủ suốt còn gì nữa? Chị ngủ chỗ khác cơ. Sau khi hết dịch ý, thì chị sẽ làm gì đầu tiên? Đi hay tiếng mày. Khu chơi giải trí tổng hợp nha. Rồi sau khi hết dịch ý, thì mày sẽ làm gì đầu tiên? Sau khi hết dịch ta sẽ đi đi chặt chuối. Sau khi hết dịch ý, thì anh sẽ làm gì đầu tiên? Anh sẽ đi cắt tóc này, nhất định anh phải đi cắt tóc. Bởi vì em phải hiểu rồi, bây giờ đầu anh trông kiểu rất là kiểu epic quay. Đây mà mình đồ thao được thơ, mẹ trông kiểu người rừng ấy. Hết dịch thì chị sẽ làm gì đầu tiên? Đi ăn, ăn hết những gì chị mời anh. Hết dịch ý, thì anh sẽ làm gì đầu tiên? Anh đi cắt tóc. Tóc dài lắm, nhưng mà chả thấy quá nào mà. Hết dịch thì chị định làm gì? Quên mất cách thế giới vận hành như nào. Ở trong nhà nhiều quá rồi. À, Google gọi là hết dịch thì sẽ trở lại bình